Mặc la buổi sáng hơn thì tươi tắn hơn. Xin chào các bạn nha, hiện là đang làm kỹ thuật nha các bạn. Thì đây là kỹ thuật thăm này nha. Kỹ thuật này nó chẳng có xâm lắng hay bào mọc cái làn da của các bạn cả, các bạn thấy nè nha. Thăm vùng nào mình sẽ đi vùng đó nha các bạn. Đây các bạn thấy không, không hề mỏng đỏ da gì cả nha. Thì hiện những bạn nào đang bị tình trạng như thế nào, các bạn có thể inbox trực tiếp cho La nha. Đó, đi đơn giản như vậy thôi. Không hề có một cái chi trên mặt này, các bạn làm xong đó các bạn vẫn có thể đi làm bình thường nha.